Ngay trong lúc này, bà ngoại chỉ mới 9 tuổi này, đuổi theo con thằn lằn nặng 30 vạn cân và đánh một trận dữ dội, đánh đến mức cô ấy nghi ngờ đến đời sống của con cá. Đến rồi, vẫn là 30 vạn cân. Lần này rõ ràng nhẹ nhàng hơn nhiều so với lần trước. Có vẻ như sức mạnh của tôi đã tăng lên rất nhiều. Chỉ cần một cái lòng can đảm đã có thể tăng sức mạnh đến như vậy. Vậy chúng ta đã ăn 10 vạn cân cá, không phải chỉ cần lấy một cách bừa bãi. Đúng là như vậy, nhưng cái lòng can đảm nặng 30 vạn cân không nhất thiết là chúng ta có thể chịu đựng được. Có thể cần phải chia đều cái lòng can đảm này cho ba chúng ta mới có thể hấp thụ được. Nếu không, có thể sẽ nổ cơ thể và chết. Anh Biểu không cần ăn lòng can đảm cũng có thể ăn cá nặng 20 vạn cân rồi. Ăn lòng can đảm chắc chắn sẽ mạnh như anh Biểu. Con cá này sợ rồi, không dám đấu với tôi nữa. Nhưng nếu chọn em gái nó cũng sẽ có kết cục tương tự. Làm sao có thể? Làm sao mà sức mạnh của một cô bé nhỏ cũng lớn đến như vậy? Có vẻ như tôi phải từ bỏ tinh thần coi thường. Quyết định hổ mãnh số 1, hổ mãnh nhảy. Sức mạnh phát triển mạnh mẽ, nhưng đối với tôi hiện tại vẫn chưa đủ. Phương pháp câu cá tự tạo thứ 5, cơn giận của rồng. Tiếp số 4, rồng lục địa ra khơi. Sức mạnh đáng sợ, cách câu cá này hoàn toàn tự tin và thành thạo. Kéo dài sẽ không có lợi cho tôi. Tôi sẽ kéo nó xuống nước để chiến đấu. Dưới nước mới là thế giới của tôi. Quyết định hổ mãnh số 2, lật đổ sông núi. Ôi, thầy rơi xuống nước rồi. Anh trai không xuống giúp cô ấy à? Em gái nhỏ rơi xuống nước không sao. Đừng làm rơi đồ tốt mà tôi vừa mua cho cô ấy xuống nước. Bây giờ cần gì phải mua đâu. Thầy ở góc dưới bên trái, trò chơi này đã được nâng cấp hoàn toàn mới từ lâu rồi. Bây giờ có rất nhiều đồ tốt và quà tặng mới không giới hạn. Còn thêm cả 1000 cây câu cá bằng bạc mới. Trò chơi di động này có thể tự động nâng cấp khi treo máy. Ngay cả người không biết chơi cũng có thể làm chủ được. Tôi đã đi qua góc dưới bên trái bao nhiêu lần rồi nhưng không lấy được lần nào. Lần này khác rồi. Chỉ cần vào từ góc dưới bên trái của sư phụ. Nếu không thấy giao diện lấy đồ, hãy gỡ cài đặt trực tiếp. Nhìn cá Kawa đã được gửi đi rồi. Tôi đã để con cá Kawa này trong phần bình luận và gửi miễn phí cho mọi người. Có thể tham gia trực tiếp. Hử, tôi đã tải từ cửa hàng ứng dụng nhưng không thấy đâu. Chỉ có từ góc dưới bên trái của sư phụ mới có. Bạn nhấp vào đây trong 3 giây để tải xuống và vào trò chơi. Khi đăng nhập bạn sẽ thấy trang lấy đồ, kết hợp nạp tiền lần đầu để nâng cấp, đạt yêu cầu cá Kawa và điện thoại sẽ được giao trực tiếp đến nhà bằng dịch vụ vận chuyển nhanh. Vậy chúng ta hãy nhanh chóng tải xuống và lấy nó. Đừng lo lắng về em gái nhỏ, con cá này hoàn toàn không phải đối thủ của em gái nhỏ. Em gái nhỏ còn nhiều sức mạnh dư thừa chưa sử dụng. Ha ha ha, đến nước dưới đây đi. Tôi xem bạn còn là đối thủ của tôi như thế nào. Hổ giữ cắn, hổ giữ xé xác. Hừ, đồng loại của bạn đã bắt nạt anh trai tôi. Bạn kéo tôi xuống, tôi sẽ đánh bạn cho thỏa mãn. Phương pháp câu cá tự tạo thứ 5, lòng biết ơn của rồng. Tiếp nhận cú đánh thứ 9, đôi chân sấm sét của thiên đường. Tiếp nhận cú đánh câu cá 18, phương pháp đánh cá bằng gậy. Chết tiệt, cô bé nhỏ này còn di chuyển nhanh trong nước. Động tác nhanh không thể nhìn rõ. Đánh và đá vào tôi, sức mạnh vẫn còn. Không thể chịu nổi nữa. Đau quá phải không? Trong nước cũng có thể đánh tôi à? Cô bé nhỏ này sao lại mạnh mẽ hơn cả chàng trai cơ bắp kia? Tôi không chơi với cô ấy nữa, tôi muốn chạy. Còn muốn chạy à? Mơ đi. Câu cá 18, phương pháp thứ 13 của khỉ nhảy lên trời. Gặp rắc rối rồi, đuổi theo nhanh như vậy à? Không được nữa, ông tổ tha cho tôi. Tôi biết tôi sai rồi, đừng làm nữa. Lý sắp mất mạng vì cá rồi. Bạn đang nói làm nhảm gì vậy? Không hiểu Simbiza là gì. Phương pháp câu cá tự tạo thứ nhất, cơn lốc xoáy phá hủy bãi đỗ xe. Em bé nhỏ không bị thương phải không? Không, hiện tại 300.000 cân không đe dọa tôi nhiều. Thầy đã câu đủ lâu rồi, hãy kéo lên nào. Đã đến lúc rồi. Phương pháp câu cá tự tạo, câu rồng số 5, cơn thịnh nộ. Câu cá rơi số 18, rơi số 6. Câu bà già trong chăn, câu bằng lưỡi chì. Bà già lục lọi trong chăn. Ba trăm nghìn cân bò cặp đang nắm giữ. Anh Biểu, chúng ta hãy chia phần ruột của con cá này cho ba người. Anh Chu, hãy thể hiện một chút kỹ thuật đao đi. Lấy ruột ra. Đến rồi, đến rồi. Đến đây, chúng ta chia đều cho ba người.
Ôi, có một dòng chảy ấm áp tràn lên trên cơ thể, cảm thấy có một lượng năng lượng không ngừng tràn đến, nâng cao sức mạnh. Tôi có thể luyện thêm nhiều kỹ thuật hơn. Cái quái gì vậy? Bụng tôi đau quá, cảm thấy có lửa đang cháy. Điều này là như thế nào? Tại sao anh Chu lại bị đau bụng? Sức mạnh của anh ấy là yếu nhất trong số chúng ta, một lúc có thể không tiêu hóa được nhiều năng lượng như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Chứ không bị nổ tung chứ? Tôi chắc chắn sẽ chịu đựng được. Mỗi lần đều là tôi làm chậm tiến độ. Tôi cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Tôi cũng muốn giúp đỡ thầy và các bạn. Anh Chư cố lên nhé. Chúng tôi tin tưởng anh. Thật sự cảm thấy sức mạnh đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ dù chỉ có mình tôi, cảm giác con cá 100.000 cân cũng không phải đối thủ của tôi. Tôi đã khác rồi đấy. Cảm giác 300.000 cân cũng có thể chiến đấu. 300.000 cân đối với tôi có thể hơi khó khăn, nhưng 200.000 cân tôi chắc chắn có thể đấu. Bên bờ biển có một điểm câu cá, còn một con cá mập màu tím 200.000 cân. Chúng ta câu nó lên để anh Chư ăn nhé. Sức mạnh của anh ấy chắc chắn còn tăng lên nhiều. Con cá 200.000 cân này để tôi lo. Tôi cũng muốn thể hiện một tay. Được vậy, chúng ta đi bờ biển thôi. Hãy để bá trưởng thể hiện một tay. Những người này không phải là nhóm đã câu mất cá đèn sao? Đây lại là ý đồ đánh vào tôi à? Ngày xưa, bạn và tôi không thể sánh vai được. Hiện tại, tôi chắc chắn sẽ nắm bắt được cơ hội. Đến rồi đây, tung ra cú đầu tiên đầy tự tin. Chỉ có một người à? Cũng quá coi thường cá rồi phải không? Chàng trai cơ bắp và cô bé chưa ra tay. Tôi có sợ bạn sao? Buồn cười. Đến rồi, cái quái gì vậy? Áp lực lớn hơn tưởng tượng của tôi. Có vẻ như tôi chỉ có thể so tài với 20 vạn cân. Có vẻ như tôi không thể dễ dàng nắm bắt cơ hội để so tài. Không thể dễ dàng nắm bắt. Ha, tôi còn tưởng mạnh lắm, thật là hùng hồn. Kỳ lân điên đầu kỹ thuật đầu tiên. Kỳ lân lao đến. Cái quái gì vậy? Nằm xuống. Không tôn trọng quy tắc võ thuật nên là đánh mạnh như vậy. Cô Jigui, cô có thể không? Cả 20 vạn cân đều để cho cô hút máu. Đàn ông không thể từ chối. Kỹ thuật câu cá thứ tư của hạng ngư. Hạng, kỹ thuật bay vô cực. Có chút thú vị, cũng không yếu như tưởng tượng của tôi. Phương pháp thứ hai của cá mập cuồng nộ. Cá mập cuồng nộ lao tới. Ồ, sao lại mạnh thế? Tay tôi sắp mất sức rồi. Jigui, mông cậu sắp rơi xuống nước rồi. Cá mập sắp cắn mông cậu rồi. Cuối cùng cũng đến lượt tôi trở lại số 13. Làm sao có thể rơi xuống nước dễ dàng như vậy? Đứng lên cho tôi. Tôi sẽ nuốt chửng cậu.